Bài viết: Quan điểm của tác giả Fierro nhất về sự chịu khổ của Cơ Đốc. Điều này có ý nghĩa gì đối với Cơ Đốc nhân ngày nay? Tác giả Truyền Lâm. Ngày 12 tháng 3 năm 2024. Tác giả của sách Fierro nhất là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, tên là Fierro. Sách Fierro nhất được viết vào khoảng giữa năm 60 và 65 sau Công nguyên. Tác giả Fierro là nhân vật được Kinh Thánh ghi chép lại qua những bài học về sự gần gũi giữa ông với Chúa Giêsu trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ, gương về sự lãnh đạo, đời sống kết quả với Chúa và những bài học rất quý giá khác trong quá trình theo Chúa. Thêm vào đó, nhờ sự gần gũi Chúa và nhờ cậy Chúa, ông Fierro đã vượt qua những cơn thử thách và để lại cho người theo Chúa những bài học về sự nhận biết ý chỉ của Chúa trên đời sống của loài người, trong đó có ông Fierro và những người được Chúa chọn. Fierro nhất đoạn 1, câu 1, để có đời sống đắc thắng giống như Chúa Giêsu. The George Lack nhận định sự chịu khổ ở trong sách Fierro nhất của Cơ Đốc nhân như vậy: sự hoạn nạn mà Fierro nói không phải là nỗi khổ đau trong thân thể, tai nạn, hay là vấn đề bi kịch bình thường mà bao quanh con người. Người hoạn nạn được gọi là người chịu đựng vì họ là Cơ Đốc nhân. Mặc dù có những cám dỗ cho là đến từ ma quỷ, đoạn 5, câu 8, ông nhấn mạnh những điều đó xảy ra theo ý muốn của Chúa, đoạn 3, câu 17. Chúa là đấng phán xét công bình cho cả thế gian và con người. Thứ nhất, thật cảm tạ ơn Chúa cho tín hữu Cơ Đốc nhận thức được qua sự thử thách đến cho loài người đó là ý muốn của Chúa. Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong đấng Christ phải hổ thẹn. Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. Fierro nhất đoạn 3, câu 16, 17. Điều này đã mang đến cho loài người một sự hy vọng về sự can thiệp của Chúa cho những thử thách mà loài người đang mắc phải. Có bàn tay của đấng tạo hóa đang dò chừng, và có sự kiểm soát ở mức độ giới hạn tối thiểu mà không vượt quá sức loài người. Nên loài người, đặc biệt là Cơ Đốc nhân nên giữ lòng tin kính Chúa để nhận biết được ý chỉ của Chúa qua những thử thách mà Chúa muốn loài người tạm chịu. Loài người, Cơ Đốc nhân nên bày tỏ thái độ vâng phục và thuận phục trước những ý chỉ từ nơi Ngài. Thứ hai, trong xã hội ngày nay, sự chịu khổ qua các thử thách và cám dỗ vẫn đang hiện diện xung quanh mỗi Cơ Đốc nhân. Theo như Kinh Thánh sách Phi-e-rơ nhất đoạn 5, câu 8, 9 có chép: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở trải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Những cám dỗ, thử thách được ví như những kẻ thù nghịch với người Cơ Đốc, là ma quỷ. Mà ma quỷ được ví như là sư tử rống, và nó đang rình mò mỗi Cơ Đốc nhân. Có thể những sự thử thách này đang vây quanh mỗi người trên linh trình theo Chúa. Ông Fierro khuyên mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay phải tỉnh thức và nhờ cậy sức Chúa để chống cự với những cạm bẫy ở thế gian này. Con người thường hay buông xuôi trước những cám dỗ và cho rằng định mệnh đã an bài trên cuộc sống của họ, trong đó có người Cơ Đốc. Nhưng trong sách Fierro nhất lại cho rằng những thử thách đến với con người chỉ là điều tạm thời, và Chúa muốn rèn luyện con dân của Chúa trở nên vững vàng và trọn vẹn theo thánh ý của Chúa. Lời của Fierro cho người đọc biết: Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Fierro nhất đoạn 5 câu 10. Sự tạm thời ở đây là giới hạn về thời gian. Người Cơ Đốc có những lúc bị thử thách và khi hiểu được sự thử thách này là do ý Chúa, được Chúa kiểm soát và được sự cho phép của Chúa, và chắc chắn sự chịu khổ này cũng sẽ có thời điểm kết thúc của nó. Nên mỗi người Cơ Đốc nên tập trung vào Chúa và nhận biết ý muốn tốt lành của Chúa là điều cần thiết, quan trọng và nên có sự hy vọng thật vào Chúa mỗi khi họ gặp sự thử thách trên linh trình theo Chúa. Cuối cùng, sự chịu khổ của mỗi người Cơ Đốc là một dấu hiệu của ơn phước Chúa và sự vui mừng trong thánh ý của Ngài. Theo ông Fierro cho biết, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra,
thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 4, câu 12, 14, được phước và được sự vui mừng trong Chúa là những điều người cơ đốc nhân khi đang trong cơn thử thách. Thật sự, rất khó khăn và khó có thể nhận biết được ý Chúa nếu người cơ đốc không đọc qua được những lời dạy dỗ từ trong Kinh Thánh, không có một nếp sống tâm linh khỏe mạnh trong Chúa. Chỉ có sự nhận biết ý muốn Chúa qua các việc thử thách, người cơ đốc nên xem đây là một ơn phước, cũng như là cơ hội để mỗi cơ đốc nhân gia tăng thêm sự rèn tập về thuộc linh của mình. Thêm vào đó, sự mong mỏi của Chúa trên mỗi cơ đốc nhân phải cần có sự vui mừng thật trong mỗi lần bị thử thách như vậy. Khi cơ đốc nhân biết sự chịu khổ là đến từ ý chỉ của Chúa, người cơ đốc nhân sẽ nhận được sự ngọt ngào, bình an, sự cân bằng và sự thỏa lòng trước những biến cố trong cuộc sống do thế gian này mang đến. Đây cũng là cơ hội tốt để loài người nhận biết sự tẩy trị của Chúa trên muôn loài, sự thành tín của Chúa trên những sự kiện, và sự trải nghiệm với Chúa trong sự chiến thắng vinh quang do Chúa ban cho loài người, để loài người nhận biết được sự tẩy trị của Ngài trên vũ trụ này. Suy ngẫm. Quý vị thường làm gì khi mình bị thử thách? Quý vị có nghĩ sự thử thách đến cho quý vị là điều tạm thời không? Quý vị có nhận thấy sự thử thách đến cho quý vị là cơ hội để quý vị tăng trưởng đời sống thuộc linh của mình trong Chúa không? Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhờ cậy sức Chúa để vượt qua những thử thách tạm của đời này. Tuy chúng con có lúc yếu đức tin ở nơi Ngài, nhưng lời Chúa nhắc nhở chúng con phải tỉnh thức vì sự thử thách này là điều tạm thời, để chúng con càng hy vọng vào Chúa hơn vì Ngài là Đấng tẩy trị mọi hoàn cảnh. Và đến thời điểm Chúa sẽ nhấc chúng con lên theo sự tốt lành của Ngài. Amen.